Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi. Và hôm nay cháu được xuống thì là tiếp tục cập nhật cái tiến độ của mấy anh em thợ là những công việc đã hoàn thiện và những công việc mà chuẩn bị làm cho tất cả các bác anh chị ở trên kênh cũng biết. Ở đây thì đằng sau thì có các bác nhìn thấy là mấy anh em thợ đã chắt được là hơn 1 mét rồi. Và hiện tại thì đang tiếp tục là gỡ cái dàn giáo để chuyển sang một góc khác để tiếp tục là lên dàn giáo và hoàn thiện thêm. Ở đây thì mấy anh em thợ là với lại cháu Lực là sẽ lập xong thì mới đi vào và hoàn thiện tất tần tật cô bác nhá. Và những cái chỗ này thì máy nước khi mà lập xong thì chắt khó, thành ra là bây giờ chắt qua độ tầm là 1 mét thì máy nước khi mà lập xong ấy thì cái phần mái tôn ấy nó sẽ không có bị vướng. Và ở bên này thì cũng thế cô bác. Ở video trước thì các bác theo dõi được rằng là ở phía bên chỗ ông sò thì cũng đã là chắt xong rồi. Và đến hôm nay thì mấy em thợ lại tiếp tục là hoàn thiện thêm phía bên này nữa. Dàn giáo của mấy anh em thợ thì cũng làm từ bằng những cái tre này, tấm ván gỗ thôi. Chứ ở đây thì nếu như mà mấy anh em thợ là nhận thêm nhiều công trình hoặc là dùng những công trình lớn ấy, thì dùng những cái dàn giáo bằng sắt kia thì nó chắc chắn hơn các bác. Tuy nhiên thì là nếu mà để vận chuyển một cái dàn giáo sắt vào đấy thì vận chuyển đi vận chuyển lại thì nó cũng là một cái quãng thời gian và một cái sự là vất vả thêm. May là hôm nọ là được anh Phòng là có cho ông sò là những cái cây dàn giáo được các bác này, cây cây tre này. Mạnh là vẫn chưa về hả ông? À, ôi đằng sau chỗ ông này thì là mấy anh em thợ là chắt ra bên này hết rồi, bây giờ là chuẩn bị là đi vào này để cuốc và hót thêm đấy các bác ạ. Nói là nền nhà của hai ông cháu thì lúc mà đào ấy thì là không có vấn đề gì cả các bác. Và để thêm một tháng ấy, thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà sau khi mà tiến hành vào làm móng ấy, thì là cái lượng mưa năm nay thì nó dài hơn các bác. Với lại nó lớn hơn thì khiến là ở chỗ này là nó bị dò một cái mạch nước ra này các bác này. Ở đây thì dò cái mạch nước là từ trên cái chỗ thửa ruộng ở trên kia các bác, là nó bị ngấm xuống. Nếu mà như chỗ này nó là một cái nguồn nước mà có từ trước rồi, có lâu rồi và quanh năm rồi thì sẽ hôm nọ sẽ thiết kế lại. Cái này hôm nọ là chặt từ nhà anh Phòng xuống ông nhỉ? Ở bên này thì mấy anh em thợ cũng đã chắt được là một nửa rồi các bác. Và phía đằng sau này thì cũng được một nửa rồi các bác. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là di chuyển dàn giáo sang bên kia. Đấy, ra phía bên này thì bây giờ các bác, các cô lại tiếp tục là đi sang bên kia để mà lấy cắt chắt của bác ạ. Đấy, có vẻ như là hôm nay xuống thì thấy là các cô lấy được là ở đâu đó là gần là một khối rồi.
Lần này thì đi xa hơn hả bà? Cô? Xa hơn. Ờ. Đấy, các cô thì đi lấy cát thì là mỗi người một cái sọt điệu đi. Thời xưa là còn dùng bằng cái sọt và bằng cây tre đúng không bác? Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là cái sọt và bằng nhựa này là nó phổ biến hơn và nó chắc chắn hơn. Bà thì hôm nay được mấy chuyến rồi bà? À, bà không biết nói tiếng phổ thông nhỉ? Quên mất. Mà anh thợ là bây giờ sẽ tiếp tục là sang bên này để mà làm các bác ạ. Thầy ông gửi một lời chào tới các bác được không? Có bác các chị nhá. Hôm nay là công việc của ông là làm cái gì không? À, cùng thợ làm giáo rồi. Cái cổ của ông này bị làm sao này, thế nào? Cái này bị làm sao đây ông? Con gì đi? Con gì đốt à? Ông đi vào rừng vào núi là xem là có mú à, mú nón là đội vào nhá. Mạnh thì trong cái thời gian này đang đi học cô bác ạ. Thành ra là cháu Lực thời điểm này lại xuống ít khi gặp Mạnh. Đấy, nếu mà để tiến tầm buổi chiều tối thì mới gặp là Mạnh ở nhà. Ấy, chào anh Phong nhá. Chào em nha. Chào các ông bà, chào cô chú anh chị. Công việc của hôm nay mấy anh em đội thợ là sẽ là làm thêm cái gì anh? Anh có thể là cập nhật cái tiến độ là cho tất cả các bác cùng biết được không anh? Ừ, anh ấy chắt xong bây giờ lại mắc là giáo lại chắt đầu bên này đó. Thế là ở đây thì có chắt ở phần phía mặt tiền nữa không hay là phần mặt tiền thì mình chắt sau? Mặt tiền thì hoàn thiện từ trong ra xong làm mặt tiền sau. Mặt tiền làm sao cùng nhất. Thế là bây giờ mình hoàn thiện là đằng sau này thì làm chắt được một nửa thì mình sẽ lên lên phần mái đúng không anh? Đúng rồi, chắt xong bây giờ chắt một nửa xong bắt đầu lợp mái. Mái xong bắt đầu vào chắt bên trong. Hết xong bắt đầu chắt mặt tiền. Thế là cái mặt tiền này thì anh phòng cập nhật là sẽ làm sâu các bác nhé. Làm là ba góc đó, một góc ở bên phòng ngủ, một góc ở bên nhà vệ sinh và một góc ở đằng sau. Đây là chắc chắn đấy nhá. Lúc nào mà hai thợ cùng lên là không chịu được ấy. Buộc phải an toàn là dám lên. Nhiều. Nhiều lúc thì ngã cao trở sấp, trở sau. Thấp bây giờ cũng bị. Cái phần dàn giáo này thì cũng khá là thấp thôi các bác, nó không tương đối là cao, cho nên là đến lúc mà nếu mà như kiểu không may nó bị đổ ấy, thì là rơi xuống nó cũng một cái độ cao nó cũng bình thường thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là những cái lúc mà tai nạn thì mình không biết là đường nào mà lần cả. Có thể là dàn giáo bị đổ hay là những cái cây này nó đập phải đầu hay là phải đâu thì nó cũng là một cái quá trình mà một cái tai nạn là rất là lớn. Đôi khi thì nó nhìn trong lá nó rất là bình thường thôi nhưng mà nó lại dẫn đến là nghiêm trọng. Dàn giáo này thì lên xong là một tí nữa cũng chắt luôn cho anh đấy. Chắt luôn mà. Tối nay thì liệu có hoàn thiện là bên này được không? Anh không biết được, chắc vẫn hết đấy, cố gắng làm sao hết. Công việc của ông thì là những lúc nào mà ông không có đi làm việc của ông với các bác thì ông sẽ hỗ trợ làm anh em thợ là về những cái khoản phần này, còn là về những cái xây dựng hay là chắt thì đến lúc đấy thì cái đấy thì ông lại không có biết làm. Cát này nếu mà để mà chắt thì lại phải sàng thêm một lần nữa anh nhỉ, không nhỉ? Đúng rồi, chắt này phải sàng. Sàng hai lần đấy. Sàng hai lần đó. Thế còn là cái cát ở bên kia thì có phải sàng nữa không anh? Cát kia cũng vẫn phải sàng hết rồi. Vẫn phải sàng hết rồi. Đúng. Nhìn trông rất là mịn rồi nhưng mà phải sàng thêm một lần nữa để cho nó mịn hơn. Khi mà nó chắt thì nó dễ dàng hơn anh nhỉ? Anh em thợ sẽ dùng thêm cái này là để mà sàng thêm là hai lần nữa thì mới dám chắt được các bác, chứ không là
là nó có những cái hạt là hạt đá to, thành ra là chắt nó rất là khó. Ui, chú Toán thì có vẻ như là toát hết cả mồ hôi chú nhỉ? Áo của chú Toán thì sờ vào là phải nói là toàn mồ hôi đâu các bác. Đây như các bác là so là nếu mà nhìn không thấy đấy, so là ở bên này này các bác này, với lại là ở bên này này, mồ hôi rất là nhiều. Ở dưới thế nhà của hai ông cháu này thì nó thuộc dạng như kiểu là nóng oi các bác. Đây thì cháu Lực chỉ đứng ghi hình trong quá trình mà anh em thợ làm thôi thì cũng đã cảm thấy là toát hết mồ hôi rồi. Trong thời gian vừa rồi thì các bác nhìn cũng nhìn nhận được rằng là đội thợ của chú Toán là anh Phòng các bác, là có thêm cả cô với lại chị nữa, bốn người, coi như là hai người say là thêm là hai người phụ nữa. Đấy, nhưng mà cái để mà cái tốc độ làm của bác nhá thì cũng không hề chậm một chút nào cả. Chỉ sau vài những cái video thôi cháu Lực đăng tải lên thì các bác đã nhìn thấy là nó có một cái góc khác là ở cái ngôi nhà rồi. Có vẻ như là đêm nay là cảm giác như là cái tỷ lệ mưa nó là rơi vào tầm độ 50-50 các bác. Trên bầu trời thì thấy là có những cái đám mây đen rất là nhiều. Cái cột đèn này nếu mà vướng quá thì để ra chỗ khác được đấy nhỉ? Có vướng không anh? Cái phần là cột này là trước là cháu Lực, chỗ này là chồng, là mấy em thợ chồng là không có để xi các bác, cho nên là nếu mà sau này vận chuyển thì là có thể là di chuyển đấy, nó sẽ di chuyển là dễ dàng. Sau này thì nếu mà để thì để phần trước nhà thôi anh ạ. Đấy, ở về cái nhà của hai ông cháu đó các bác ạ, diện tích thì nó cũng tương đương, là nó cũng thuộc dạng là chung thôi, để mà rộng quá thì nó không rộng. Đấy, nhưng mà ở đây thì cháu Lực là trên cửa sổ các bác nhé, cháu Lực sẽ không có để ô thoáng nữa. Đấy, đáng nghe nếu mà để ô thoáng thì là để ở trên cái phần là thanh lanh tô này các bác này, nhưng mà sau này nếu mà mưa nó mà hát xuống thì nó mới không có bị dò vào trong đấy. Nhưng mà cháu Lực lựa chọn là không có để ô thoáng nữa, chỉ có để ô thoáng là ở phần là cửa chính các bác nhá, cửa chính thêm với lại là thêm là ở trong trong nhà tắm ấy thôi. Đấy, có thể là hiện tại là trong này còn là khá là nhiều những cái đồ đạc, những cái viên gạch ấy, thì nó sẽ nhìn trông là hơi hẹp một chút đấy, nhưng mà sau khi nếu mà hoàn thiện dọn dẹp mọi cái thì sẽ rất là rộng. Đấy, như các bác nhìn thấy thì hầu như là những cái chỗ nào mà mấy anh em thợ chát qua đấy thì sẽ đều là phủ cái lớp xi măng này để cho nó không có bị lãng phí là cái phần giữa. Ấy, nhìn thấy đây nhở? Cái này thì nếu mà ở ngoài thì không nhìn thấy được đâu nhở? Thấy đâu, cái này nó hơn ai. Vâng. Đấy, nếu mà để tầm ở tầm đoạn này này các bác này thì có thể là nhìn thấy, nhưng mà ở đây là cao quá rồi. Cái này là hiện tại em đang đứng trên giáo rồi. Đang trên giáo mình thấy đúng không? Cái phần này, phần ô thoáng này, sau này cháu Lực sẽ lại thiết kế khi mà hoàn thiện cái phần thô sau các bác, và cái phần đi vào lắp cửa mọi cái này thì sẽ làm mà khác hơn. Thì cháu Lực sẽ diễn tả qua cái phòng tắm một chút các bác nhé.
ở đây thì sau này thì sẽ chia ra thành kiểu hai khu vực các bác. Từ khu bên này ra bên này thì Trọng Lực sẽ để làm một cái phòng tắm là ở bên này, nhưng mà Trọng Lực sẽ không có xây thành phòng các bác nhé. Sau này thì Trọng Lực sẽ làm khác đấy, làm khác hơn. Thì tại vì nếu mà bây giờ mình xây gạch đấy thì nó sẽ lại cái diện tích nó sẽ dẻo nhỏ hơn. Và cái bồn rửa tay thì Trọng Lực sẽ lựa chọn là để ở chỗ này các bác này. Đấy, còn là cái toilet thì Trọng Lực sẽ để ở đây, khi mà từ bên cửa ra thì ra bên này, xong rồi rửa tay toilet, còn là nhà tắm thì bên này các bác nhé. Còn là ra những cái khu vực này này các bác này, khu vực ở phía bên này các bác nhé, Trọng Lực sẽ làm một cái bàn thái là sẽ trải dọc ra tận đến là gần là cửa sổ. Cái bàn thái của nhà hai ông cháu thì Trọng Lực sẽ làm mà rộng hơn. Đấy, thí dụ như sau này mà hai ông cháu không, chỉ có hai ông cháu thôi, không có muốn là giải cơm ăn cơm ở phần là nền nhà, thì những cái chỗ này các bác này làm cái bàn thái ở bên này. Đấy, làm bàn thái bên này thì có thể là ngồi để ăn cơm cũng được, ngồi để ăn cơm cũng được. Và bên này sẽ có một cái chỗ mà Trọng Lực là để bồn là rửa bát ở đây các bác nhé. Còn là cái góc bên này thì Trọng Lực sẽ chừa ra một cái khoảng mà Trọng Lực để đồ. Vậy đấy là cái chỗ mà phòng nhà tắm với lại là nhà bếp này, thì Trọng Lực là nói sơ qua như thế. Còn về những cái phòng khách này thì không, hầu như là nó không có gì để mà thay đổi nữa. Nó chỉ có là nếu mà như có các bác nào trợ duyên là bộ bàn ghế này, hay là cái một cái bàn thờ. Còn hiện tại ở trong phòng này thì trong phòng ngủ ấy thì có một phòng thì là được bà Phương Kim Thanh là gửi là một cái giường, lại là thêm một cái bàn học cho nhỏ cho mạnh rồi, trong cái khoảng kinh phí là 2.500.000 các bác nhé. Cái mái hiên của ông thì sau này là cái phần nó đua ra là 1 mét thì ít nhất là phải thẳng tới cái cây các bác nhé, thẳng tới cái cây cái lên. Còn là cái phần mái bên này thì hiện tại thì không có kinh phí nữa, cho nên là Trọng Lực không có làm. Nhưng mà nếu sau này có thêm mà các bác nào giúp kinh phí thì mua pro về lập thì nó sẽ rẻ hơn. Cái gạch bị vớ này sau này nếu mà dùng không hết thì mình tận dụng lại để làm một cái chuồng lợn ông ạ. Đấy, làm chuồng lợn cho ông. Ông làm cái chuồng lợn nó nhỏ nhỏ được cũng được. Đấy. Chứ cháu thấy là cái chuồng lợn của ông kia thì nó cũng chỉ được tầm độ là một thời gian thôi. Và đến buổi tối thì ông có phải là đi đón Mạnh nữa không? Đi mai đi học một buổi, đi đón. À, mai là đi học một buổi nữa à? Và cũng mấy hôm là cháu không thấy Mạnh nữa thì và ở ra bên kia là tiện với lại là cô ở nhà bà trẻ đấy à, ông là đi học luôn à? Ra phía bên này thì thấy là mấy anh thợ thì không biết là đã hoàn thiện phần giáo chưa, hoàn thiện phần giáo chưa chú Toán? Xong rồi chú. Thế là chiều tối nay là hoàn thiện chắc cái xong phần này nữa chú nhỉ? Thế ngày mai thì công việc ngày mai thì lại làm cùng chú khác rồi chú nhỉ, ngày mai ấy? Mai chắc ngày kia chiều tối mới là phải cho đòn tay vào. Đòn tay là gì chú? Đòn tay mình xả ở trên. À, đấy là mình làm cái cây cắt cho cây sắt để hàn đúng không? Bịt xong rồi sau này để cho nó cứng. Vâng. Lập. Vâng, sau mình mới lập được đúng không? Thế là theo chú thì bây giờ là độ tầm mấy ngày nữa mình lập được chú? Mai làm chắc tầm kia này kia là được. Kia này kia là mình lên mình lập được đúng không chú? Vâng. Vậy khi mà lập ấy, khi mà lập đấy các bác nhá, thì lập xong ấy thì là ở bên kia, ở bên ngoài thì mưa thì trong này mấy em thợ là vẫn làm được. Làm được cả mưa cả nắng cũng làm được, nó đỡ một phần nào đấy. Để tranh thủ làm ấy, không tranh thủ làm thì nó mà hai ngày nó mưa là không chắc được ấy. Vâng.
Đây, đây thì chưa chị là đây đã mọc thêm một cái cây đu đủ đúng không bác? Nhưng mà cây này thì trong lúc nghĩ là cây đu đủ đực này, nhìn ở trong là nó khác cây đu đủ có quả. Rồi, các cô là bây giờ lại công việc là làm trộn vứa này rồi. Ông này có vẻ là tập làm phụ hồ đấy ông nhỉ? Sau này không có thợ là ông có tự làm chuồng được. Trước là ông có từng đi làm phụ hồ bao giờ chưa ông? Làm nhiều rồi. Trước là ông cũng đi làm phụ hồ nhiều rồi à? Đến cái thời xưa mà ông đi làm, ông đi đi lính hay là đi bộ đội đấy thì ông công việc của ông làm cái gì? Ông đi công nhân cầu đường. Dân cào đường à? Đúng. Cào đường là làm những công việc gì không? Đào đường. Đi đào đường á? Bắn min. À. Mở cái thế đường là, thế là coi như là cái chỗ nào mà xe không đi được ấy là có mặt ông ở đấy đúng không? Vâng. À. Từ Nam Giản đến Đèo Gió đến tỉnh Quảng Bình dưới đi hết rồi. À, đấy là ông đi hết rồi à? Vâng. Đi được 5 năm. Đi được 5 năm hả ông? Vâng. Thế là đi xong thì ông về mới lấy vợ hay là lấy vợ trước khi ông đi? Về đâu, về được 2-3 năm mới lấy được. À. Thế là thời ông lấy vợ ấy là ông bà của ông đi hỏi cho hay là ông tự lấy? Ông bà đi hỏi. À, thế là coi như là bố mẹ đặt đâu là ông ngồi đấy thôi đúng không? Vâng. À. Về còn đi làm thi được 3-4 năm. À. 31 tuổi mới lấy vợ đúng không? À, thế là ông cũng, lúc đấy là cũng cũng nếu mà ở trong làng thì gọi là lấy vợ muộn đấy ông nhỉ? Vâng. Thời xưa của ông thì nếu mà để mà lấy vợ ấy, tầm độ 15 tuổi đã lấy được cô bác ạ. Không phải đến thời xưa đâu, bây giờ kể cả như ở đang ở hiện tại bây giờ này, như có mấy anh em ở trên làng Mông đúng không bác? Cháu được cũng hay lên ghi hình đấy. 15, 16 tuổi đã lấy vợ rồi, còn thậm chí còn có con rồi đấy. Cắt chát này bây giờ được tầm độ 1 khối chưa ạ? Anh Phong chưa được à? Vâng. Nếu mà là 3 phần thì được 2 phần chưa? Chưa được 2 phần á? À. 24. 24 bao á? Ôi nước này tràn rồi ông ơi. Thì nó trôi hết cát đi ấy. Lấy rồi. Nước đi. Trôi hết cát của mấy anh thợ đi à. Tự tay làm một tí sau này mới nhớ ông nhỉ. Giờ thế nào cũng cũng ghét cho khai đàn. Nào cho khai tên nào. Ông ơi. Thì nó trôi hết cát đi rồi. Mấy anh em thợ là nghỉ ngơi là cũng chỉ có là những cái bia thuốc lào này thêm là một chén trà. Còn là mấy cô không biết nuốt thuốc lào thì nghỉ ngơi thì sẽ làm gì cô? Ngồi đập mũi này. Thật sự nhà ông thì phải nói là cực kỳ là nhiều dí đúng không bác ạ, ở khu này ấy. Sáng có này, trưa có này, chiều tối có này. Lấy quả này, chân này không đi dép được rồi. À, ôi. Cái quần kia ăn rồi. Chân ông này lại bị con kia ăn rồi. Ừ. Cái này là phải mua cái lọ oxy già này. Đấy. Cả hai chân nào. Vâng. Ôi. Ngứa lắm. Đây là ông là vẫn đi giày đúng không bác nhá. Đấy, cháu Lực hay thường nói là có những cái con vi khuẩn là nó ở trong những cái mùa rơm trước hay là những cái cỏ nào mà nó bị dính dính nước không bác. Đi vào chỗ đấy thì không thể tránh khỏi được. Ngày mai thì xuống thì sẽ mua cái lọ oxy già với loại xanh xanh. Cái lọ xanh xanh kia là lọ gì ấy nhỉ anh nhỉ? Cái lọ mà xanh xanh mà để mà trị những con này này. Nó rát rát này bôi vào ấy. Nó khó nói lắm đúng không? Và bây giờ thì phải đợi vứa là ngấm một chút nữa thì mấy em thợ mấy lên giàn giáo được.
Đấy, rồi phần dưới này thì các mấy em thợ là hót vứa rất là sạch sẽ đúng không? Giải thêm một lớp vỏ bao nữa. Giải nó nẹt ấy hổ. Chú Toán này tay này có vẻ vừa chấn chè này quá nhỉ chú nhỉ? Đấy thì đời đấy mà bị dao thái cỏ các bàn tay thì mấy tháng thì mới khỏi chú? Hơn 2 tháng mới đi lấy cỏ này. Hơn 2 tháng là tiếp tục đi lấy cỏ à? À. Đây là từ năm bao nhiêu chú? Năm chú bao nhiêu tuổi? Năm 2000 mấy. Thế là bây giờ 2003. Ồ, bồ, thế lâu rồi nhỉ? Được gần 20 năm rồi. Thế là bây giờ sờ vào đây thì nó có cái chú có cảm giác như kiểu là đau gì không? Không à, nó bình thường rồi à? Đây là gọi là đi một đốt rồi nhỉ? Làm ba đốt thì đi một đốt rồi các bác ạ. Đây nhá. Ở trên quê thì phải nói là cháu Lực gặp rất là nhiều những cái trường hợp như chú Toán bị ai cắt này này. Đắp tưới trên núi là cái này chứ. Có tưới như này không? Tường ấy. Dạ. Tường có tưới như này không? Nhưng mà tưới như đấy thì sẽ để làm gì đây ạ? À? Chú Toán, chú thử nói cho nó. Cái này để nó lâu khô, nó khô nhanh quá mình không cán không xoa được á. À. Chỉ mới một tốn nữa chỉ mới lim pa đi đâu có tưới. Nhưng mà cái này là chú tự tự mày mò ra hay là ai cũng làm thế? Ai cũng làm thế. À. Là mình đi học là đi học cũng làm thế rồi cũng thầy cô cũng dạy như thế. À. Cái lớp xây dựng này. Vâng. Thường thường họ hay trường dạy nghề hay về dạy lớp xây dựng này. Vâng. Nó, ai cũng phải tưới nước, không tưới nước là nó mình chưa kịp nó đã khô, khô à. Không tán được, không cắt được. Vâng, nhưng mà cảm giác là nó không dính vào tường đúng không? À, thế là phải cho một cái lớp nước vào. Nó từ từ khô, nó khô, mình đắp một phát là nó khô là nó mình không cán được. Vâng. Đấy không, để tránh trường hợp là một số bác nói rằng là tại sao lại tại sao lại lấy vòi nước xịt vào cái tường như thế. Thế ở đây thì khi mà cháu Lực là thấy các anh làm ấy thì thật sự ra thì cháu Lực là vẫn nhìn thấy là người ta làm rồi và vẫn biết rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là muốn hỏi mấy anh em đội thợ một chút để cho các anh thợ là lý giải cũng như là giải thích cho các bác là cùng biết. Nước trong tách hết rồi không? Có vẻ như là thời tiết là cũng khá là nắng nhỉ? Thấy anh Phòng là tưới từ nãy đến giờ có chỗ là vừa tưới xong nó khô luôn rồi. Nó hút lên đi. Vâng. Ôi ông kéo lên không? Trôi hết cát. Này nếu mà để một tách đầy thì ông sử dụng được tầm bao lâu? À. Tại hôm nọ thì cháu Lực cũng nhận được phần quà của hai chị người Thúy đấy các bác nhá. Là mua cho ông thêm một cái tách nữa. Thì cái tách này nếu như mà trước chưa nhận được phần quà thì cháu Lực định là chuyển cái tách này lên trên phần trên kia. Đấy, nhưng mà sau khi là hai chị người Thúy là gửi thêm tiền để mà mua tách ấy, thì tách này vẫn giữ nguyên để là sẽ để trên kia một cái tách. Nhưng mà tuy nhiên là bây giờ đang đợi ông để mà hỏi xem là cái đất này xem là ông có đổi được không. Nếu mà đổi thì sẽ tiến hành vào là làm cái phần là chân trước. Ủa, hầu như là cái chỗ này có vẻ như là bếp của ông làm ấy bị hỏng hết ra cái lúa rồi ông. À, đun nóng quá nhở. Cái này là chắc là mất độ tầm là mấy lạng thóc rồi. Đây, sống ở đây bao nhiêu năm rồi là không biết về điện thế nào cả. Đến năm nay thì có duyên với lại là hai chị người Thúy thì năm nay thì cũng có cho ông là một cái đường điện riêng về đấy tận nhà. Ồ, hết nước rồi không? Hết sạch luôn rồi.
Ông khóa lại đi, một tí nữa có. Đấy, các bác thì lại tiếp tục là chuyển ra đến đây rồi. Hầu như là chuyến này là một chuyến là các bà đi ít nhất phải đầu tầm là 30 phút của bác ạ. Còn độ 30 phút nữa thì mới được một chuyến là ra, một chuyến cắt thắt ra đến đây. Ông hộ các ông hộ bác đỡ đi ông. Ông lấy cái ấm cái ra kìa ông ơi. Đấy. Sọt này thì tầm độ bao nhiêu cân chị? 20-30 cân không? 30 cân. Hơn 30 cân á. Này thì có đợt này thì có vẻ như là bị dính nước rồi nhỉ? Dính nước nhiều lắm. Vâng. Nước thì nó nặng hơn. Đấy, có thể là công việc của mấy anh em loại thợ hôm nay thì sẽ lại tiếp tục là hoàn thiện ở phần bên này nữa bác ạ. Đấy, sau lúc mà khi mà chắt này thì vừa nó sẽ rơi rất là nhiều các bác nhé. Nhưng mà dưới kia thì mấy anh em thợ cũng đã dùng cái tấm bạt để mà che đi vào hết rồi. Hầu như là rơi cái nào thì lại hứng được, xong lại tiếp tục là tận dụng lại. Chứ để tránh trường hợp là cái vứa này lãng phí quá. Đây là thứ nhất là mồ hôi công sức của các bác này. Và thứ hai thì mấy anh em đội thợ thì làm ấy, trong quá trình mà làm nếu mà không có hót lại thì nếu mà như đội thợ nào có tâm ấy thì nói là khi mà nhìn thấy thì mình cũng rất là khó chịu. Không biết là các chú đội thợ thì có làm một cái tay nghề có đỉnh không các bác. Đấy, nhưng mà về cái phần ý thức thì các chú đấy, cái đấy thì các chú lúc nào cũng luôn luôn là cái tồn tại trong cái bản thân và cái suy nghĩ của mình. Đến bây giờ thì mấy anh em thợ đã chắt được phía bên này thêm là một nửa nữa rồi các bác ạ. Nhà có vẻ chắt xong nhìn khác hẳn anh nhỉ? Cảm giác là nhìn nó đẹp hơn, nó đẹp hơn. Chắc là đẹp hơn thì chắc chắn là có rồi nhỉ, chứ không phải là đẹp hơn rồi nhỉ anh nhỉ? Nhưng mà em thấy là có người ta xây nhà là người ta không có chắt, nhưng mà những cái mạch vữa của mà nó làm người ta làm là nó mịn lắm anh ạ. Không xây chắc cho mịn cũng được, nhưng mà phải lấy bột đá về. Bột đá? Lấy bột đá về xây đúng không? Trước cháu ở trên Y Minh cái làm ấy, làm nhà này có bao giờ dùng cát đâu. Dùng bột đá thôi mà. Trên nhà vạc kia nó không dùng cát mà. Vâng. Bột đá. Bột đá nó nhanh, nó khô nhanh lắm. Một tí thuốc còn bột đá rồi. Một tí là nó khô, một tí nó khô rồi. Nó dẻo lắm bột đá kia. Ra phía phần Yên Minh thì gọi là mảng bên kia thì gọi là mảng Đông Bắc của bác ạ. Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc này. Bên đấy thì đa số là dân, nếu mà gặp dân người Mông thì người ta ăn mèn mén là nhiều.
tại vì là cái phần thế đất của người ta là không có trồng được ruộng, cho nên là chỉ trồng toàn ngô thôi các bác. Còn là ra mảng Đông Bắc bên này thì nó có ruộng nhiều hơn. Mèn mén thì phải nói là một cái món ăn mà khi mà nhắc đến mèn mén thì chắc là các bác không bao giờ quên được nó là nằm ở đâu các bác ạ. Trong lúc mấy anh em thợ đang làm thì thấy là ông là một mình ông là lặng lẽ đang đợi nước hả cô? Một mình ông là lặng lẽ ra phía bên này để mà thu thóc của ông các bác. Vừa rồi thấy ông à, đây cô bác ạ. Ông đi đâu rồi? Ôi thấy là ruộng ở nhà ông này cô bác này có rất là nhiều cá chép ruộng cô bác nhá. Không biết là trước là ông thả bao nhiêu con đây. Thử ra hỏi ông xem là ông thả bao nhiêu con thế này. Ruộng nhà ông trước ông thả cá chép ruộng nhiều không ông? Dạ. Sống được chục con. Sống mấy chục con à? Cá chép ruộng này thì là thường thường là thả là mấy nữa đến cái vụ lúa này các bác này, gần đến gần chín ấy sẽ làm một cái lễ gọi là ăn cơm mới đó các bác. Nếu như các bác ghé lên trên vùng cao thì các bác sẽ hơn vào cái mùa nó chín năm trước đấy, các bác sẽ hay gặp là gia đình hầu như là nhà nào cũng làm cơm mới các bác ạ. Được chưa ông? Được rồi. Ông là có vẻ là lần nào cũng ra đây phơi ông nhỉ? Vâng. Đây mới nóng, nắng. Thóc ông đến bây giờ còn bao nhiêu bao không? 5 bao luôn rồi. Ăn hết cái này thì chín rồi. À, thế là ăn hết cái này là lúa này là chưa chín đúng không? Vâng, nhiều 5 bao nữa rồi. À, mọi năm thì là lúa của nhà ông các bác nhá, thiếu thì vẫn thiếu rồi đấy, nhưng mà năm nay thì sẽ là thiếu ít hơn mọi năm, còn là mọi năm khác thì sẽ thiếu nhiều hơn. Thế ông đây thì cháu hộ một tí ông nhá. Vâng. Cháu hộ cho ông bao nhỏ đây hơn. Mày bao lấy tầm bao nhiêu cân không? Trong 30. À, bao của sắm được này thì là đâu đó là tầm độ 10 cân thôi á. Mà còn bác đi tỉnh trên sát. À, cái nhà là dương. Bác đi nhà để sát không? Nhà dương trên đi. À, ôi rồi. Thế là ông bác đi sát cũng sao phết đấy cô bác ạ, leo hết cái quả đồi này ba cái chỗ mà chỗ lực là tập kết vật liệu cô bác, cái chỗ mà đường quốc lộ là đường chuẩn bị là dè đi vào xuống nhà ông đấy là đi ra kia một đoạn nữa, ở đâu đó là khá là xa. Leo được lên không? Được. Rồi đây không, hộ cháu một tí. Hai con lợn nhà ông này thì nuôi không phải là lâu lắm rồi ông nhỉ? Lắm rồi, giờ này là bé hơn rồi. Thì không có cám gì. Từ cái đợt mà cháu Lực xuống chia sẻ về hoàn cảnh của ông đấy cô bác ạ. Là ông còn nuôi trước đấy rồi đấy. Đấy, công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì làm đến đâu rồi thì cho Lực Lượng Đá cập nhật cho các bác ở trên kênh là cũng biết rồi, và đặc biệt là thêm là Mạnh Thường Quân nữa, có lẽ là ra phía của chủ toán cánh tay phải chủ toán ấy, thì một tí nữa các chú sẽ vào để mà hoàn thiện thêm, thì cái video này thì nó cũng khá là dài rồi, để chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ với các bác, và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video.
chim béo xoài móc nó ngon. Quý ông bà cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Nếu như các bác có theo dõi những cái video mà chúng tôi đăng tải lên ấy, cho cháu được xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa các bác nhé. Ông ơi, gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nào không? Chào các em, các chị nhá. Chú Toán với anh Phong là tối nay là hoàn thiện chỗ này không? Chú Toán với anh Phong? Thế là ngày mai xuống thì nhìn khác hơn rồi nhỉ? Các cô, các chị nhá.